Hello cả nhà. Bữa nay mình chia sẻ cái cách để mình rút tiền ở cái máy ATM ở Mỹ này như thế nào cả nhà. Cả nhà đón xem ha. Giờ mình đang trên đường đi lại nhà băng. Bữa nay mình cần một số tiền bạc. Mình đi lại nhà băng. Tại bình thường ở Mỹ này á, mình ít khi nào mà để tiền mặt trong túi lắm, chừng nào trừ khi trường hợp mình cần cái gì mình xài mình có bỏ tới mới bỏ tiền mặt trong túi, với bình thường quanh năm suốt tháng mình không bao giờ mà có tiền mặt trong túi như vậy, ít lắm, có vài đồng vài đồng để mua soda ăn đi làm này nọ vậy thôi, chứ không bao giờ mà có mà bỏ mà một đống tiền trong túi mà đi kè kè ở Mỹ này ít ai bỏ tiền gì lắm vậy. Kẹt tiền lắm mà cầm một số tiền mặt này để mình xài tiền mặt á, thì mình mới đi rút tiền mặt thôi, chứ bình thường ít ai mà bỏ túi cũng có mà nhiều giống như bên Việt Nam mình lắm. Ở đây đa số người ta xài thẻ nhiều, mà bữa nay giờ này cái nhà băng như này sớm quá thì mình đi cứ một cái máy ATM ở ngoài thôi. Thì cũng giống như ở Việt Nam mình vậy, mình đi làm lương xong rồi đầu tiền nó gửi vô nhà băng cho mình, rồi giờ mình cần tiền mặt thì mình đi rút ra, mà tiền thì nó cứ việc nó đi xây vòng vòng nó vô trong nhà băng mình, rồi cái mình ký check, ký bill, ký này cũng từ ở trong nhà băng mình cũng ký ra hết, thì cuối cùng quanh năm suốt tháng mình không bao giờ mình thấy tiền mặt hết, cho nên là ít lắm, thấy tối đa lắm nhiều lắm chừng vài chục đô tối đa, chứ không bao giờ mà cầm trên tay mà cả ngàn đô hay gì mà đi vòng vòng xách tiền xài, ít ở đây ít ai làm gì lắm cái nhà ơi. Giờ mình cũng sắp sửa đi tới cái nhà băng của mình rồi. Nhà băng của mình gọi là Bank of America, cái nhà băng này là cái nhà băng lớn nhất của nước Mỹ đó, cũng lâu đời lắm rồi, chi nhánh nó nhiều lắm cái nhà, ở đâu cũng có nó hết. Bây giờ mình đang trên đường sắp tới rồi, mời cả nhà đón theo dõi cái cách để mình rút tiền như thế nào ha. Mình kiếm số tiền mặt để mình xài thôi, thì lại mình rút ra. Ok, là cái giao ăn bên đó, Maker của mình đó nha. Giờ mình mới tới đây, giờ mình vô mình rút tiền. Mình chỉ dùng cái thẻ mình mở cửa thôi. Rồi mình bấm số. Dạ, được biết cho nhầm càng trăm đô check in. Mình bây giờ mình không có cần lấy giấy tiền như nào, mà lấy tiền gì cũng được. Mình lấy no, càng receipt. Rồi, lấy thẻ mình ra. Cầm đâu từ ngặt rồi đi xong. Bây giờ mình nói hỏi mình cần gì thêm không, bây giờ mình nói đâu đó chỉ gì thôi, đây là máy tay thì em.